À. Khỏe mạnh luôn đấy. Hôm qua cũng cho cá vô quay đấy. Ok bố. Dạy con cá luôn đấy. Dạy cả ngày lẫn đêm luôn. Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin chào toàn thể quý chị, anh chị, các bạn ạ. Vâng, thì hôm nay là ngày mùng 1 âm rồi, tháng 8 âm lịch nhé, tháng đoàn viên của anh chị quý vị nhà mình. Thì em xin phép lên sóng báo giá cũng như trò chuyện và tương tác với gia đình mình nhé. Đấy, 8 giờ 3 phút rồi. Đấy, lại xin phép báo giá gia đình mình những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, chào bác Hải Nguyễn Văn này, chào bác Nguyễn Tuân. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Đấy, em vừa lên sóng được mười mấy 20 giây thôi đã vào theo dõi giùm em rồi, cảm ơn chị Vinh rất là nhiều ạ. Để chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng tại Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhé. Nhà mình có nhu cầu nào tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ này ấy mà dòng xe đã qua sử dụng rồi thì đến bên em này, đấy, để em tư vấn miễn phí cho mình ạ. Hai số hotline thì em xin để trên màn hình để cho anh chị với mình cùng tham khảo ạ. Vâng, thì hai số line là 0347 701 777 và 0343 540 99 nhá. Em đã ghi trên hình rồi. Anh chị quý vị mình còn những thắc mắc nào nhá thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em được tư vấn cho anh chị quý vị mình này. Đấy, hai số line thì chờ đợi cả gia đình nhà mình 24/7 không kể ngày thứ bảy và chủ nhật này. Vâng, chào bác gốc Huy Thủy này, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Sang Nguyễn, chào bác thợ sửa khóa, chào bác Hải Nguyễn, chào bác Nguyễn Tuân, chào những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của anh chị quý vị mình ạ. Đây, em xin di chuyển hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để cả gia đình mình cùng theo dõi như tham quan những đầu xe hiện bên em đang có nhá. Đấy, từ 4 chỗ này đến 7 chỗ này. Hatchback này, sedan này, SUV, CUV này. Đấy, 7 chỗ. 4 chỗ đến 7 chỗ này. Đầu tháng hân hoan chúc chợ chốt này. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất là nhiều này. Bác Hoàng Đức Hợp đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Hoàng Đức Hợp ơi. Vâng, chào bác Hương Lê này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây, rất là nhiều đầu sản phẩm đây để phục vụ anh chị quý vị nhà mình nhá. Loanh quanh đâu đó từ 65 triệu này đến dưới 400 triệu thôi, phục vụ tất cả nhu cầu gia đình nhà mình ạ. Vâng, gia đình nhà mình hôm nay là mùng 1 đầu tháng này, hoan hỉ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ thôi, không mất tiền không bạc gì cả gia đình nhá, mà để lan tỏa buổi live stream này hơn để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe đã qua sử dụng nhá, đấy, liên hệ cùng em đi. Ok, Hoàng Đức Hợp này chia 10 hội nhóm rồi đấy, anh chị quý vị mình cứ chia sẻ nhiều thật lên này. Đấy, những lượt chia sẻ này, những lượt tìm, những lượt like là nguồn động lực cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhá, phục vụ gia đình của mình tận tình hơn này. Tháng mới xin chúc Thanh Tùng mua được mua may bán đắt này, chốt được nhiều xe. Vâng, cảm ơn bác Trần Thị Hoàng rất là nhiều này. Đấy, giờ mình theo dõi cùng em một lượt đi. Đấy, xem những đầu nào này mà đang phù hợp với nhu cầu gia đình mình. Đấy, đấy thì hôm nay bên em này có hai bác ở trong Nghệ An ra nhá. Đấy, lấy chiếc Hyundai Grandi 10 bản đổ này về rồi này. Đấy, nhà mình quan sát của em này. Đời 2018, số tự động nhá. Đấy, hôm nay hai bác lấy về này. Đấy, phục vụ nhu cầu gia đình của mình này. Nhà mình cũng hoan hỉ lên. Đấy. Ok, chào bác Trần Đức Anh này. Vâng, chào bác Anh Ngọc. Chào toàn thể chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe này. Hyundai Getz này, i10 này. Đấy, rất là nhiều đầu xe để phục vụ gia đình nhé. Bán tải này. Đấy, anh chị quý vị nào đang quan tâm dòng bán tải này, tham khảo cho em chiếc Ford G, chiếc máy quay đây nhé. Chào anh Ngọc ạ, chợ mình còn Lacetti CX không bạn? Ok, Lacetti CX thì bên em vẫn còn nhá. Bên em vẫn còn hai đầu Lacetti CX này anh Ngọc ạ. Chia sẻ nhiều rồi anh ơi. Vâng, cảm ơn bác Trần Đức Anh rất là nhiều này. Chào bác Sang Nguyễn này, chào toàn thể chị quý vị mình này. Chào bác Dương Man ạ.
Lacetti Slick bên em còn 3 ngọc ơi. Bên em còn 2 đầu Lacetti Slick cơ. Bác tham khảo dùm em nhé. Vâng, thì nhà mình cho em hỏi là xem là hình ảnh, âm thanh, ánh sáng này đã ok chưa nhỉ? Để em xin phép bắt đầu vào báo giá cho gia đình nhà mình. Mọi thắc mắc tư vấn gì thì cứ để lại dưới phần comment cho em đi. Xin tư vấn cho gia đình mình ạ. Đây em xin báo giá từ trái sang phải, từ phải sang trái nhé, để gia đình cùng dễ quan sát này. Vâng, ok, cảm bác, cảm ơn bác Thêm Nguyễn rất là nhiều đã chia sẻ nhiều rồi này. Vâng, chào bác Thái Tô Ly này, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình trên ba miền tổ quốc này. Qua bước sóng live stream ngày hôm nay thì hãy cho em xin gửi lời hỏi thăm này, lấy lời chúc sức khỏe đến đại gia đình nhà mình ạ. Đây nhá, em xin bắt đầu báo giá nhá. Gia đình nhà mình đang quan tâm đến dòng nào này, quan tâm đến những mẫu nào, cứ để lại bình luận dưới phần comment để em tư vấn sâu hơn này. Để bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay, đấy anh chị quý vị nhà mình tham khảo dùm em mẫu này đi. Kia Morning 2010 mà chỉ có 150 triệu đồng thôi. Động cơ 1.0 số sàn đăng ký làm chỗ ngồi đây. Đấy. La xăng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ thì còn chất nhá, đăng kiểm thì còn dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Kia Morning 2010 biển tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây. Đấy, 36A12028 đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Lốp láp sơn xịn còn đẹp nhá, 150 triệu đồng. Anh chị quý vị nhà mình ai đang chọn cho mình một mẫu xe tập lái này, tránh mưa tránh nắng, cửa tiền lanh quanh, 150 triệu đồng. Tham khảo cho em mẫu này ạ. Vâng, chào bác Phạm Dung này. Chào bác Minh Vương này. Bác Minh Vương ơi, mẹc thì bên em tạm thời chưa có bác Minh Vương nhá. Bác có tạm thời cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm bên em ạ. Vâng, chào bác Khúc Văn Công nhá. Bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ đến bác Khúc Văn Công ơi. Vâng, chào bác Huệ Nghiêm này, chào bác Bạch Đông, chào bác Đỗ Kiên. Chào lại gia đình nhà mình ạ. Có con nào hơn 100 triệu không bác Trần Ngọc này? Hơn 100 triệu có nhá bác Trần Ngọc nhá. Đây. 195 triệu đồng bác Trần Ngọc tham khảo giùm em này. Hyundai Grand i10 đời 2014 đăng ký vào bánh năm 2016 nhá. 195 triệu đồng đây. Máy số này, keo chỉ sơn si này. Đấy, cột kèo này còn zin nhá. La răng đúc lốp lắp đẹp, biển tư nhân chính chủ 14A đây. Thành phố Cảng Quảng Ninh đây. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Máy không lên rồi. Lên rồi, nó tắt hẳn rồi. Đây nhá. Động cơ 1.0 số sàn nhá. Đấy, 5 chỗ ngồi. Cơ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng. Bác Trần Ngọc mà đang quan tâm dòng xe mà tầm hơn 100 triệu đồng một chút này. Đấy, theo dõi buổi live stream ngày hôm nay vừa cùng với Thanh Tùng đi. Đem tư vấn những dòng xe hơn 100 triệu đồng một chút cho anh tham khảo này. Vâng, chào bác Cao Văn Binh, chào bác Anh Ngọc. Chào bác Dương Man. Lacetti Slick số sàn em ơi. Lacetti Slick số sàn thì tạm thời bên chưa có này. Đấy, anh tham khảo dùm em hai. À, bác tham khảo dùm Thanh Tùng hai số tự động đi. Đấy. Lacetti Slick đời 2010. À đây rồi bác Dương Hoan ơi. Lacetti Slick đời 2010 đăng ký vào bánh năm 2011. Động cơ 1.6 số động nhá. Đây, động cơ 1.6 số động này. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Bản trước máy quay em đây là bản nhập Hàn xuất Trung Đông này. Đăng ký 8 túi khí nhá. Động cơ 1.6 số động này. La răng đốc thì được trang bị 4 bánh, lốp nát thì còn đẹp này. Gương kính cụp sưởi điện. Đây. Cam nối cam hành trình đầy đủ rồi. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút thôi nhá. Đấy, bác Dương Man mà có quan tâm đến Lacetti Slick này. Đấy, quan tâm đến mẫu này đi. Đi số tự động đi. Đấy, tham khảo mẫu số tự động này này. Đấy, tiếp tục là Lacetti Slick này cho bác Dương Man quan tâm này. Lacetti Slick 2010 đăng ký là bánh 2012. Biển tư nhân chính chủ đây, 30U5959 đây. Biển số thủ đô Hà Nội nhá, gửi đến bác nhá. 255 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng C nhá. La răng đúc 17 inch mỗi bánh, lốp láp đẹp sơn xi chất này. Nội thất ghế da theo xe, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Hai mẫu Lacetti Slick bên em là đồng giá là 255 triệu đồng. Cho gia đình mình cùng tham khảo ạ.
vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tắc Dương. Camry đời cao không? Vâng bác Tắc Dương ơi, Camry đời cao thì tạm thời bên em lại chưa có anh nhé. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like này, cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube, cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đổi mới Hải Dương. Lao về có Camry đời cao thì em sẽ liên hệ với bác ngay ạ. Vâng, chào tất cả những anh chị quý vị khách hàng nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình đầu tháng rồi, hoan hỉ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Em hứa gia đình nhà mình này. Đấy, hôm nay phải bớt ngay 5 triệu đồng trên sóng livestream nhá. Bớt ngay mỗi đầu xe 5 triệu đồng, giá mà còn bớt còn thương lượng gia đình nhà mình ạ. Ôi bác Dương An ơi, 130 triệu thì livestream thì bên em chưa chốt rồi bác nhá. Đấy bác, hoan hỉ lên cho em chi tí nữa đi. Giá em đưa ra là giá bán cho gia đình rồi ạ. 130 triệu thì không chốt đâu bác ơi. Vâng, chào bác Hồng Phạm này, chào bác Dương Man, chào bác Trần Tuấn Anh, chào bác Nguyễn Đình Hà, chào bác Bạch Đông Sơn, chào bác Nguyễn Xuân, Nguyễn Văn Trường này. Đấy, chào toàn thể chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, hoan hỉ lên, chia sẻ nhiều lên gia đình ơi. Giá còn bớt còn thương lượng với gia đình mình nhá. Vâng, cảm ơn anh Trần Tuấn Anh rất là nhiều này. Tháng mới bán được nhiều xe nhé. Vâng, cảm ơn anh Trần Tuấn Anh nhé. Chúc anh Trần Tuấn Anh có một buổi tối vui vẻ nhé. Qua làn sóng livestream này thì hãy đẩy cho em những mẫu xe đi ạ. Cảnh mẫu La Chetti Celic đời 2010 rồi. Tiếp theo đây giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc 7 chỗ tầm trung này. Vivante 2008 động cơ 2.0 số sàn. Gửi đến gia đình nhà mình là 155 triệu đồng. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si, cột kèo còn zin, la răng đúc lốp đáp đẹp, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, đăng kiểm được còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, tham khảo dùm lên gia đình ơi, 7 chỗ mà chỉ có 155 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chào bác Văn Đình này. i10 sedan thế nào? Đây để em xem chiếc i10 sedan em đang để ở đâu nhé, em tư vấn cho bác này. Đây bác Văn Đình ơi, theo dõi cho em chiếc i10 sedan nhá, đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. i10 sedan hai đầu màu trắng này, cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Đấy. Máy số này, keo chỉ, cột kèo còn zin, la răng đúc lốp lắp đẹp này. Biển tư nhân chính chủ 98 đây. 90. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Lốp lắp đẹp sơn si chất này, gửi tiền gửi đến gia đình nhà mình 245 triệu đồng. Đấy, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng nhé. Đầu đài màn hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 245 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng gia đình nhà mình ạ. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Tham khảo dùm em chiếc Hyundai sedan hai đầu đi gia đình mình ơi. Vâng, bác Văn Đình mà đang quan tâm dòng i10 sedan hai đầu này. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em tư vấn miễn phí cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có về một chiếc Toyota Vios nhá. Sao thì mình cũng tham khảo giùm em này. Toyota Vios màu trắng này. Đấy. Zin, máy số keo chỉ này, sơn si này. Tóm lại là zin 100%. Khác xe mới là năm sản xuất thôi. Đây em xin quay phần giá cả được niêm yết tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho mình cùng quan sát nhá. Đấy. Toyota Vios đời 2019 động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, 430 triệu đồng đã được bày bán tại chợ ô tô đổ mối Hải Dương này. Form mới, đây form mới 6 túi khí này. Xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2024 nhé. Anh chị quý vị nhà mình mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ những nhu cầu của gia đình thôi ạ. Đây em xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy. Vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn nhá, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình này. Từ xem phim, nghe nhạc, check map. Đây, 430 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng gia đình nhà mình ạ. Đây, nội thất ghế da màu be này. Đấy, rất đẹp luôn. Anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm dòng Toyota Vios đời cao này, thì bên em tạm thời đang có hai chiếc này. Một chiếc màu xám bạc đời 2018 và một chiếc đời 2019 màu trắng này. Đấy, chiếc máy của em đây. Đấy, tham khảo dùm em hai chiếc đi gia đình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Vãn Giai này, chào bác Xuyên Nguyễn Văn, chào bác Anh Ngọc, chào bác Sĩ Thắng này, chào bác Ngọc Lâm này.
có Hyundai Kona không? Vâng bác, Ngọc Lâm ơi, Hyundai Kona thì tiếc quá, tạm thời BM chưa có nhá. Bác cứ tạm thời cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào mà có chiếc Kona nào mới về nhá, thì em sẽ liên hệ với anh ngay trực tiếp nhá. Cứ để lại số điện thoại ở phần tin nhắn fanpage đi thì em được gọi cho anh ạ. Vâng, tất cả các bác nào mà vừa hôm nay vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin một lượt theo dõi này, một lượt like fanpage đi. Đấy, không mất tiền không bạc gì cả nhá. Để làm một con đầu sản phẩm ưng ý của gia đình mình, em xin phép gọi cho gia đình mình ạ. Vâng, chào bác sĩ Thắng, ngày tháng mới buôn may bán đắt em nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thắng rất nhiều ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Trường này. Chào đại gia đình, chào ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc ạ. Vâng, như anh chị quý vị nào bỏ xa này, đấy bên em thì có hỗ trợ ship xe nhá. Hỗ trợ ship xe miễn phí trong vòng 100 km cho đại gia đình mình. Quay 7 chỗ đi bác này. Vâng, để em xem những đầu 7 chỗ bên em chỗ nào để em xin quay cho bác này. Đây bác Minh Tú ơi, tham khảo giùm em này, 7 chỗ này. Trước máy quay của em đây, em xin giới thiệu đến bác Minh Tú này, một chiếc Joy Mitsubishi đời 2005, đăng ký và lăn bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 7 chỗ ngồi với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 135 triệu đồng. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn rất còn đẹp này, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Tham khảo dùm em trước ở 7 chỗ này đi. 135 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Đấy. Vô lăng 4 chấu này, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 135 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Lê Tăng Vinh này. Ok, chào bác Đình Tấn Em này, cho xem ghét màu xanh nội thất bên trong đi. Ok bác nhá, đây em sẽ quay mẫu ghét luôn cho anh chị quý mình cùng tham khảo này. Đây em xem chiếc ghét dựng đâu này. Ghét xanh à? Đấy, chiếc ghét xanh ở đời 2010 này. Đấy em xem một chỗ nào để em tham khảo gia đình nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên. Cho em xin 1, 2, 3, 4, 5 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền không bạc gì gia đình ơi. Để lan tỏa buổi livestream hơn ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Ok, để em quay con ghét xanh cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Ghét đấy 2010 đây, màu xanh đây cho gia đình mình cùng quan tâm ạ. Đấy, xe thì mang động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 140 triệu đồng. Đây em xin quay phần nội thất bên trong cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Đây, nội thất ghế lỉ này. Đấy, nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Giá bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương là 145 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. Đấy, em sẽ quay vào nội thất này. Nội thất ghế lỉ này và trần lỉ theo xe nhá. 140 triệu đồng ạ. Ok, tháng mới nhờ lộc anh nhé. Vâng. Xong quay Gentra màu đen đi anh. Ok, có Gentra màu đen cho chị quý vị nhà mình này. Bán tải tầm 300 à? Bán tải tầm 300 thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Bên em đang có bán tải tầm hơn 400 một xíu này. Đấy. Anh Nguyễn Văn Trường này có tham khảo dòng bán tải, tham khảo chiếc Forger 2014 này, với cửa tiền 410 triệu đồng hộ em ạ. Có Isuzu 8 chỗ không vậy? Isuzu 8 chỗ thì tạm thời bên em chưa có nhá anh Hà Nguyễn Đình nhá. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào bên em có đầu Isuzu nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh ạ. Đây quay Gentra màu đen cho anh. Ok, để em quay Gentra màu đen cho anh này. Đây Gentra màu đen đâu, để em xem vào đâu này. Đây Gentra màu đen đây. Anh tham khảo dùm em mẫu Gentra này nhá. Gentra 2010, đăng ký là bánh năm 2011. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng. Động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp, đăng kiểm thì còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, mình tham khảo dùm em này. 135 triệu đồng đấy, tên tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. La răng đúc, lốp lắp đẹp, sơn xi chất nhá.
giá còn bớt còn thương lượng được cho chị quý vị mình 135 triệu đồng bao sang tên nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm đến dòng Gentra này, tham khảo dùng em mẫu này đi, gia đình ơi. Có Morning màu đỏ nhá, bác đợi em một chút ạ. Có Vios tầm 200 biển Hà Nội không? Bác ạ, Dũng Đình này có Vios 200, có Vios 200 bác nhá. Đấy, biển Hà Nội có luôn ạ. Đây, xem nội thất bên trong chiếc ghế này. Đây, bác xem cho em nhá. Đấy, xong chiếc này thì em sẽ quay chiếc Vios này là biển Hà Nội cho anh chị quý mình cùng quan sát này. Đây, nội thất bên trong đây. Đây, chi tiết ghế lỉ này. Đấy, ghế lỉ nhá. Đấy, ghế lỉ theo xe này. Biển tư nhân 89 Hưng Yên nhá. Đấy, quê hương của Nhãn Lồng đây. Đấy, ghế lỉ nguyên bản theo xe nhá. Đầu đài màn hình từ nhà sản xuất đây. 145 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng gia đình mình ạ. Vâng, bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Getz này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em được tư vấn sâu hơn cho gia đình mình ạ. Có Vios biển Hà Nội không à? Vios biển Hà Nội bên em có nhá, để em xem nó để ở đâu này, dựng ở đâu để em tư vấn gia đình mình ạ. Còn Vios biển Hà Nội đâu này? À đây rồi. Đây, Toyota Vios đây, đời 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2012 này. Với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 185 triệu đồng nhá. La răng đúc lốp nắp đẹp sơn xi chất này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều đây. Biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây. Đấy, đèn thủ đô gửi gia đình nhà mình nhá. 195 triệu đồng này, giá còn bớt còn thương lượng được ạ. Vâng, chào bác Chiến Giáp này, nhiều xe đẹp quá bác. Vâng, chào bác Minh Đức xe máy này, chào bác Hưng Hoàng, chào bác Nguyễn Trường, chào bác Trần Thị Thu Hoàng, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình, chào bác Si Thắng này. Nội thất Gentra cho anh, ok anh nhá. Nội thất Gentra này thì em xin quay qua cho anh nhá. Anh mà cần xem chi tiết hơn này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi, để em gửi cho anh những video chi tiết nhất của những dòng xe bên em đang có. Đây, chiếc Gentra 2009 đây, nội thất bên trong đây anh tham khảo dùm em ạ. Đấy, nội thất ghế da màu be. Đấy, kết hợp tông màu be và đen này. Vô lăng ba chấu này. Đấy, táp lô thì mượt mà này, không khoan đục. Đấy, không dịch vụ taxi nhá. 135 triệu đồng, tham khảo dùm em đi chiếc này gia đình ơi. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang này. Chào bác Huế Nguyễn, Huế Huynh Thanh này. Chào bác Nguyễn Phước này. Có Lugen không anh? Lugen thì tạm thời bên em chưa có bác ạ. Trung Kiên Nguyễn nhá, bác cứ tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Để lại số điện thoại cho em này, làm một có đầu xe bác yêu cầu thì em sẽ gọi điện cho bác này. Chào Hưng Hoàng này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, bác Nguyễn Giáp nhiều xe đẹp quá này. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Giáp rất là nhiều. Gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chia sẻ được nhiều lên gia đình ơi, không mất tiền không vàng gì cả. Để em đấy làm động lực để phục vụ anh chị quý vị mình nhiều hơn nhé. Tiếp theo đây với cửa tiền là 115 triệu đồng. 115 triệu đồng thôi gia đình mình nhé. Sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy, lớp sơn màu đen vô cùng đẹp, vô cùng sang trọng đây. Biển 36 Thanh Hóa, quê hương các hùng dân tộc đây. Một chiếc Lacetti là 2008, đăng ký là bánh năm 2010. 115 triệu đồng. Là răng đúc lốp lắp đẹp sơn xi chất. Đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Anh chị quý vị nào nhà mình đang quan tâm dòng sedan hai đầu tập lái tránh mưa tránh nắng, tham khảo dùm em chiếc Lacetti đi ạ. Vâng, chào bác Đỗ Biên này, chào bác Trần Thị Thu Hoàng, chào bác Trần Xuân Sự, chào bác Khoa Nguyễn, chào bác Nguyễn Trường, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Trần Đức Anh này, chào bác Chiến Giáp này. Có 7 chỗ khoảng 300 không? Ok, 7 chỗ tầm 300 thì bên em đang tạm thời có chiếc Innova này, đời 2008, động cơ 2.0 số sàn. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 265 triệu đồng. Trước đó thì tạm thời bên em hôm nay đang đi công vụ nhá. Anh có quan tâm thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Đấy, để em gửi cho anh hình ảnh video trực tiếp của chiếc Innova đó nhá, anh Chiến Giáp nhá.
Thế thì em xin phép báo giá lần lượt đến đầu sản phẩm anh em đang bày bán ạ. Vâng, gia đình quan tâm đến mẫu nào này, quan tâm đến sản phẩm nào, trực tiếp chụp lại màn hình này, nhắn tin qua fanpage cho em để em tư vấn sâu hơn ạ. Vâng, chào bác cậu út này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chiếc máy quay gắn đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình, một chiếc Kia Morning. Vâng, Kia Morning đời 2009, động cơ 1.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 190 triệu đồng thôi nhá. Đấy, những bác nào mà đang vừa mới có bằng xong này, muốn bổ túc tay lái này, tham khảo dùng em mẫu Kia Morning đi. 1.0 số động nhập hàng này đời 2009, 190 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ gia đình mình nhá. Những bác nào mà quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào, hôm nay đầu tháng mạnh dạn để lại comment đi. Bớt ngay 5 triệu đồng trên một đầu xe gia đình mình ạ. Bớt 5 triệu đồng, giá lại còn bớt, còn thương lượng được nữa nhá. Chiếc máy quay của em đây, xin giới thiệu đến gia đình nhà mình, một chiếc Lacetti đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010, động cơ 1.6 số sàn, 165 triệu đồng. Đây, xe đang đầu phân khúc hạng B. Đấy, la sẽ lúc lốp lắp đẹp, cập đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Xi nhan trên sườn xe 165 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng gia đình nhá. Đấy, hôm nay đầu tháng luôn, giá luôn bớt cho gia đình mình ạ. Cứ mạnh dạn để lại comment đi. Đấy, khung giờ mà 8:03 mỗi tối này, bên em vẫn livestream vẫn báo giá nhá. Nhà mình mà chốt được trên khung giờ này, giá còn bớt sâu được gia đình mình. Vâng, chào bác Khoa Nguyễn, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Thanh An này, chào bác Thành An, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Quang Vĩnh Lộc Phát này, chào bác Viễn Bùi Thanh này, chào bác Dũng Đình, chào bác Nguyễn Thanh Trường, chào bác Đàm Chiến, chào những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc gia mình ạ. Rồi em đã báo giá khá nhiều đầu sedan hai đầu này, thì tiếp theo đây này, với cửa tiền 249 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo cho em mẫu Hyundai Grand i10 đời 2017, đăng ký lăn bánh năm 2019 nhá, 249 triệu đồng. Đấy, la xăng lúc lốp lắp đẹp, xi nhan trên sườn xe, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng kiểm còn rất là dài nhá, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đây, em xin quay phần nội thất bên trong cho mình cùng tham khảo giùm em ạ. Nội thất ghế da này, đấy, và trần lỉ di nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khí an toàn và những nút điều khiển này. Đo đài màn hình của hãng đây, 249 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Vâng, những bác nào mà hôm nay vừa vào xem buổi livestream này, tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, bên em thì vẫn báo giá vào khung giờ 8:03 mỗi tối nhá. Vâng, chào bác Quang Thiền Phạm này, chào bác Huế Huỳnh Thanh này, chào bác Sĩ Thắng, chào bác Trần Ý Hoàng, chào bác Trần Trần Đức Anh này, chào Dũng Đình, chào bác Cậu Út, chào những khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho em gửi lời chúc sức khỏe này, lời chào trân trọng nhất đến đại gia đình mình ạ. Vừa rồi là Hyundai Grand i10 đời 2017 với cửa tiền 249 triệu đồng. Tiếp theo đây gia đình mình cùng quan sát với em này. Đấy, một mẫu Lacetti. Đây, Lacetti đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010, động cơ 1.5 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn không một mọt nhá. Đấy, những chi tiết như tay nắm cửa này, viền chân kính, ốp gương thì là bọc lốc, rất là mượt luôn. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Nội thất ghế da màu be này, vô lăng ba chấu này. Đấy, táp lô táp ly này thì mượt mà, không khoan khoái, không dịch vụ taxi. 155 triệu đồng. Đấy, nhà mình đang quan tâm đến dòng sedan hay tàu tập lái này, tham khảo rồi nó trước đây gia đình ơi. Đấy, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán, trao đổi cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhé. Phù anh chị quý vị mình, nhà mình 24/7 này, không kể thứ bảy chủ nhật và những ngày nghỉ ạ. Vâng, anh chị quý vị nhà mình hôm nay mới vào xem này, hãy hoan hỉ lên, cho em xin 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền không bài gì nhà mình ơi.
lượt chia sẻ càng nhiều này, lượt like, lượt tim càng nhiều này, để em lấy làm động lực nhá, để tư vấn này cũng như là phục vụ anh chị với mình tận tâm hơn nhá, đưa đến đại gia đình mình những mẫu xe chất lượng nhất ạ. Cạnh mẫu Lacetti đời 2008 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu xe đến từ Nhật đây. Mazda 626 nhá, đời 2006. Đăng ký là bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, sedan hai đầu, mang lớp sơn màu đen rất đẹp đây. Là răng đúc lốp láp đẹp, có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS trên hai bánh trước này, hỗ trợ phanh tăng chống ở phía sau. Nội thất ghế da màu ghi rất đẹp luôn. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Mazda 626. Nhà mình ai đang quan tâm dòng Mazda này hoặc là yêu thích dòng Mazda này, tham khảo dùm em chiếc này đi gia đình ơi. 145 triệu đồng, máy số keo chỉ, cột kèo thì còn zin. Đấy, giá mà còn bớt còn thương lượng gia đình mình ạ. Chào bác Lê Kiên Định này. Đấy, đại gia đình mình đang quan tâm đến mẫu nào này, quan tâm dòng nào, phân khúc tầm bao nhiêu tiền, giá cả như thế nào, cứ mạnh dạn để lại bình luận, để lại comment cho được tư vấn sâu lên cho gia đình mình nhé. Trước máy của em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc xe tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không một lụt này. Đấy, quê hương của Thanh Tùng cũng như nơi đặt trụ sở chính giao dịch của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Biển rất là đẹp luôn, 34A21221 đây. Mãi nhất, mãi nhất đây nhá. Đấy, biển số rất đẹp luôn, nhìn biển đã thấy xe đẹp rồi. Toyota Vios đời 2018, đăng ký là bánh năm 2019. Động cơ 1.5, đấy, số sàn bản e xịn nhá. Là răng đúc thì được trang bị 4 bánh này. Đấy, lốp đáp đẹp liền đời theo xe. Sơn xi chất, đấy, cột kèo máy số keo chỉ còn zin. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan trên gương này, đấy, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Một chiếc xe đời 2018 xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây em xin quay phần nội thất bên trong cho mình cùng quan sát nhiều hơn nhé. Vâng, chào bác Thành An, chào bác khu Thảo này, chào bác Mong Nguyệt, chào bác Đình Dũng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây nội thất bên trong nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Đây nội thất ghế da màu be này, vô cùng là sáng màu này, rất đẹp luôn. Đầu đài màn hình thì theo xe nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, vô lăng còn đẹp mượt luôn. Đấy, một chiếc xe giữ gìn vô cùng luôn. 420 triệu đồng, bớt ngay được 10 triệu đồng cho anh chị của mình cùng tham khảo nhá. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu này. Khác với xe mới là chỉ là năm sản xuất thôi, còn đâu mọi thứ zin và đẹp hết luôn. Vâng, chào bảy, chào tất cả anh chị quý vị đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Đấy, hoan hỉ lên, vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt like thôi, không mất tiền không bạc gì cả. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều ạ. Đấy, những đầu xe vô cùng chất lượng này, tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Cam kết gia đình mình không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhé. Cam kết trên giấy trắng mực đen gia đình mình. Đấy, nếu có sai nhé, hoàn tiền 1-1 cho anh chị quý vị mình ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios đời 2018 mà rồi. Tiếp theo đây giới thiệu với gia đình nhà mình. Đây, một chiếc Outlander. Outlander Mitsubishi đời 2016, đăng ký là đánh năm 2019. Động cơ 2.0 số động. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì cột kèo còn zin này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, động cơ 2.0 số động đến từ nhà Mitsubishi. Rất là vừa tiết kiệm nguyên liệu luôn. Đây, nhà mình cùng quan sát một vòng ngoại thất bên ngoài em ạ. Xe này mang màu sơn xám bạc này. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn và những nút điều khiển trên vô lăng. 575 triệu đồng. Chiếc này thì bên em có hỗ trợ trả góp gia đình nhà mình nhớ. Hỗ trợ trả góp này đến 75% giá trị của xe này. Đấy, những bác nào đang quan tâm dòng SUV 5 chỗ gầm cao máy thoáng, tham khảo giúp em chiếc này đi gia đình ơi. Đấy, rất là nhiều xe hợp cửa tiền để phục vụ gia đình mình ạ. Đấy, nhà mình cùng tham khảo tiếp những đầu xe của em có đi ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe này. Đấy, bây giờ là cũng là gần 9 giờ rồi này. Cho ô tô đầu mối Hải Dương vẫn sáng đèn này, phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 luôn. Đấy, cứ nhấc máy lên gọi điện, hai số này sẽ để cho mình rồi.
tư vấn cho gia đình mình miễn phí 24/7 nhé. Vâng này, những bác nữ nào này mà vừa có bằng lái này, đấy, bằng B1, tham khảo cho em chiếc này đi. Gentex đời 2010, động cơ 1.2 số tự động này, đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010 mà chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy, la sáng lúc lốp láp đẹp, sơn xi chất này. Trang bị phanh chống bó cứng ABS ở 4 bánh rồi. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều auto Z-Boost luôn. Có trang bị option cửa sổ lốc trên cao đây. Cửa sổ lốc trên cao nhá, động cơ 1.2 số tự động này. 235 triệu đồng. Đây, một chiếc xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi nhá. Anh chị quý vị mình tham khảo giúp em một chiếc số tự động này. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Cạnh chiếc Gentex 2010 rồi. Đấy, xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Kia Morning đây. Kia Morning đời 2016 này. Đấy. Máy số keo chỉ thì vô cùng là lành lặn này. Đấy. Động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Nước sơn màu vàng rất đẹp đây. Nội thất ghế da hai tông màu đen đỏ. Đấy, trang bị màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 195 triệu đồng. Đấy, giá lại còn bớt, còn thương lượng cơ. Màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Từ xem phim, nghe nhạc, check map khi đang di chuyển này. 195 triệu đồng Kia Morning 2016 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, nhà mình ơi, đang xem buổi live stream ngày hôm nay, tại ứng cho em xin 57 lượt like đi, 57 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi live stream mới hơn. Vâng, chào bác Dũng Vũ này, chào bác Phèo Chí này, chào bác Hồ Quang Hùng, chào Phạm Băng, chào bác Hạnh Nguyễn Văn, chào bác Dũng Âm Thanh, chào bác Hà Văn Quyết này, chào đại gia đình của mình. Đấy, chia sẻ giúp em nhiều lên gia đình ơi. Đấy, để em lấy làm động lực này vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối. Lại sẵn lòng lên sóng live stream báo giá cho anh chị quý vị mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Thắc mắc gì để lại comment dưới phần bình luận đi, để em tư vấn trực tiếp gia đình mình ạ. Vâng, chiếc máy quay ở đây xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình. Asen đời 2009, động cơ 1.4 số sàn đạp hàn nguyên chiếc nhá. 160 triệu đồng thôi. Đấy. La sang lúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ thì còn chất còn zin. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều Z-Boost luôn. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí này. Đấy. Giá còn bớt, còn thương lượng cho gia đình của mình nhá. Bao rút hồ sơ cho chị quý vị quan tâm. 160 triệu đồng thôi ạ. Cam đôi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy. Nhà mình để ủng hộ em này, để ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương. Cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm tiếp theo bên em nhé. Vâng, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Chào bác Soju này, chào bác Nguyễn Chiến này. Chào đại gia đình mình ạ. Đây, hãy giữ máy đi, quan sát tiếp tục những đầu xe bên em đang bày bán này. Để cho mình cùng tham khảo nhiều hơn nhé. Cạnh chiếc ASEAN đời 2009 vừa rồi. Tiếp đây nhà mình tham khảo dùm em này. Đấy, Grandcha đời 2009, 135 triệu đồng. Đấy, sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất nhá. Đấy, 135 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Còn sáng, còn đẹp, không có dư hiệu bóng mờ, dạng nứt do xương do nhiệt. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da hai chiều. Nội thất ghế da thì vô cùng là đẹp này. Đấy. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Anh chị quý vị nhà mình mang về sẵn đi, sẵn di chuyển. Sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi ạ. 135 triệu đồng ạ. Cạnh mẫu Gentra 2009 rồi. Nhà mình cùng tham khảo dùm em hai chiếc Toyota Vios này nhá. Đấy.
một chiếc màu đen này và một chiếc màu vàng cát rất đẹp luôn. Toyota Vios 2010 này, 2010 nhá. Chiếc biển 14A037320 ngày trước máy của em đây. Bản e xịn đời 2010, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Bản e xịn gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền 245 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình nhìn. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đi ABS này, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy. Nội thất ghế da, điều hòa lắp lạnh 2 chiều này. Có màn hình Android cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy. Vô lăng đấy, kết hợp túi khí này, có cả túi khí trên táp lô bên cạnh ghế phụ này. 245 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios bản E đấy ạ. Vâng, nhà mình ơi, đang qua xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lần chia sẻ đi. Đấy, chia sẻ mạnh lên cho em một chút này, không mất tiền, không bạc gì nhá. Nhưng bác nào đến bên em này, đấy, cứ bảo là anh có xem live stream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, bớt ngay 5 triệu cho anh chị quý vị mình. Đấy, bớt ngay 5 triệu, giá còn bớt, còn thương lượng cho đại gia đình của mình ạ. Cạnh chiếc Toyota Vios bản E màu đen vừa rồi, tiếp theo đây giới thiệu đến anh chị quý vị mình Toyota Vios màu vàng cát này, 2010, 1.3 số sàn. Đấy, la răng đúc tam 4 bánh. Đấy, lốp láp thì liền đời. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, xin nhan trên gương, đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, trang bị đầu đàn hình đầy đủ rồi. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này, vô lăng 3 chấu này. Trên mặt táp lô thì được giải cả lớp một giải một lớp thảm cách nhiệt đây. 216 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình quan tâm nhá. Đấy, Toyota Vios này 2010 màu vàng cát 216 triệu đồng, và Toyota Vios màu đen bản E 2010 245 triệu đồng nhá. Tham khảo dùm em đi đại gia đình mình ơi. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này. Đấy, chưa đến 100 triệu đồng thôi, nhà mình đã ô tô này. Đấy, Sở Bắc 2010, động cơ 0.8 số sàn, 95 triệu đồng này. Tham khảo dùm em đi gia đình ạ, 98 triệu đồng, 0.8 số sàn, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Đấy, ăn xăng như ngửi luôn. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, la răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp đẹp, sơn xi chất. Đầu đài màn hình thì đủ cả rồi, cao lồi cam hành trình thì có sẵn. Không mua mẫu này tập lái thì mua mẫu nào nữa gia đình mình ơi. Đấy, sơn xi đẹp, đấy, rất đẹp luôn. Vâng, đấy, nhà mình cứ chia sẻ mạnh lên giùm em đi. Chia sẻ mạnh lên, chia sẻ nhiều lên đi. Giá còn bớt còn thương lượng, bớt làm sao để cho anh chị quý vị mình quan tâm đến 4 chỗ này, quan tâm đến 7 chỗ, quan tâm đến ô tô thì đều mua được xe luôn này. Đấy, 95 triệu đồng, Sở Bắc 2010, cho mình cùng quan tâm này. Đấy, rất là nhiều đầu xe luôn, cho là mình cùng quan sát này. Chào bác Thái Tô Ly, chào bác Sang Nguyễn, Sang Nguyễn, chào bác Dung Vũ, chào bác Vinh Trịnh, chào bác Hà Văn Nguyễn này, chào bác Thắng Dương, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. i10 2014 bản đồ này nhà mình cũng tham khảo giùm em nhé. Đấy thì xem bản đồ có những gì nào. Bản đồ thì có la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống ở phía sau này. Đấy, gương kính cụp dây điện xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, vô lăng 2 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, có cả những nút điều khiển trên vô lăng nhé. 245 triệu đồng, đầu đàm hình zin nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ 245 triệu đồng. Đấy, đồng giá, đồng giá Hyundai Grand i10 bản đổ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, máy số keo chỉ cột kèo thì còn zin nữa. Tham khảo dùm em này. Cam kết anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, giá thì 240 triệu đồng đưa ra thôi, nhưng còn bớt còn thương lượng được gia đình nhà mình nhá. Đấy, những bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 bản đổ này, tham khảo dùm em đi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được thêm cho gia đình nhà mình nhá.
Vâng, chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cảm ơn gia đình của mình. Với khung giờ là 8 giờ 30 phút mỗi tối này, vẫn sẵn lòng này theo dõi trước màn hình nhỏ những buổi livestream của cháu tôi là Múa Hải Dương. Đấy, cảm ơn những lượt like này, những lượt bình luận, những lượt góp ý gia đình mình rất là nhiều ạ. Đấy, thì dọc này thì em báo giá hết rồi này. Đấy, để em xem những đầu xe nào mà chưa báo giá thì báo giá gia đình mình nhá. Vâng, tiếp ra đây trước máy quay của Thanh Tùng đây. Nhà mình tham khảo dùm em với mẫu số tự động nhá. Số tự động 2 đầu mà chỉ có 200 triệu đồng thôi đây. Genta 2010 đăng ký 5 bánh năm 2012. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si, nội thất còn zin. La xăng đúc lốp láp đẹp. Đấy, xin nhan trên sườn xe này. Tay nắm cửa viền chân kính thì đọc bọc một lớp mốc rất đẹp rồi. Đấy, đăng kiểm còn khá là dài. Tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ chất này. Đấy. Nội thất ghế ra theo xe, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng mà chỉ có 200 triệu đồng thôi. Tham khảo dùm em với gia đình người ạ. Đấy. Hyundai Grand i10 135 triệu đồng rồi này. Đấy. Kia Morning 2 16 bản đủ 255 triệu đồng này, tham khảo rồi này. Đấy, em xem mẫu nào mà chưa báo giá này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Chào bác Phạm Tuấn này, chào bác Thăng Dương, chào bác Hiệu Chiến này, chào Nguyễn Hạnh, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Khúc Văn Công. Đấy, chào đại gia đình của mình. Đấy, thì này chiếc Toyota Vios này bên em mới về rồi này. Báo giá lại gia đình mình lần nữa này. Đấy, Toyota Vios bản E 2019 đây, 1.5 số sàn nhá. Nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Đời 2019 trở lên đấy thì xin nhan chỉ được tích hợp trên sườn xe nhé. Xin nhan thì chỉ tích hợp trên sườn xe thôi, không tích hợp trên gương. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, túi khí thì 7 chỗ nhá. Đấy, túi khí 7 chỗ, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022, động cơ 1.5 số sàn, 430 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng với gia đình mình ạ. Đấy. Đời 2019 đem cho gia đình ngươi. Khác xe mới là chỉ năm sản xuất thôi ạ. Toyota Vios bản E tư nhân chính chủ 14 đây, thành phố Cảng Quảng Ninh đi ạ. Nước sườn rất đẹp luôn. Đấy, zin từ máy số keo chỉ này. Nội thất theo xe này, gầm bệ thì vô cùng chắc chắn, không mục mọt. 430 triệu đồng. Đấy, anh chị quý vị mà đang tham khảo cái dòng Toyota Vios này, quốc dân 5 chỗ này, tham khảo rồi em đi. Đời cao bên em có 2 chiếc này, một chiếc 2018 và một chiếc đời 2019 trước máy của em đây. Đang quanh 400 triệu đồng một chiếc thôi. Đấy, tham khảo rồi em đi gia đình ơi. Đấy thì mạng này này, bên mé này này thì em đã tư vấn hơn 6 đầu xe gia đình rồi này. Vâng, chào bác Xây Dựng này, chào bác Phèo Chí này, chào Hoàng Xuyên, chào bác Hạnh Nguyễn Văn, chào bác Cao Uyển, chào bác Vinh Chính này, chào bác Quyết này, chào bác Thăng Dương, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, vừa rồi là hai mẫu 400 triệu đồng này. Đấy, tiếp tục theo đây, 400 triệu đồng đây, một mẫu xe đến nhà Kia đây. Kia Rio đời 2015, đăng ký là bánh năm 2018 đây. 1.4 số tự động, đấy, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, sau đời 2015 này thì xe Kia với những dòng xe Kia này thì được lắp ra từ Việt Nam thôi. Nhà mình tham khảo dùm em một mẫu xe đây, nhập Hàn nguyên chiếc đi. Đấy, Kia Rio màu trắng này. Cặp đèn pha này thì được trang bị công nghệ Halogen chiếu sáng đa chiều. Đèn gầm đây, đèn gầm phá xương này thì được trang bị công nghệ bi cầu nhá. Động cơ 1.4 số động này. Đấy, la răng đúc zin nguyên bản theo xe này. Đấy. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đời cao mà chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Giá còn bớt còn thương lượng này. Bao rút hồ sơ gia đình mình ạ. Em sẽ quay phần nội thất bên trong cho cả gia đình cùng quan sát thêm nhé. Đấy, xe thì mang động cơ 1.4 số động này. Đấy, nội thất bên trong đây, tham khảo dùm em với gia đình ơi. Vô lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển này. Đấy, tích hợp nút điều khiển này, nút glue control này, và túi khí này. Đầu đài màn hình theo xe,
trang bị các cổng USB này, AUX này, cổng nguồn 12V này, có cả túi khí an toàn bên ghế phụ cạnh người lái đây. Đấy. 405 triệu đồng. Kia Rio 2015 đăng ký vào năm bánh năm 2018. Đấy. Được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy. Kênh chuyên kinh doanh, trao đổi cũng như ký gửi những dòng xe đã qua sử dụng, chất lượng và uy tín nhất tại Hải Dương nhất. Cam kết anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Thiên Cổ Nhân này, chào bác Vĩnh Trịnh, chào bác Hoan Thanh, chào bác Xây Dựng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, vừa là Kia Rio này, màu trắng này. Đấy, một chiếc gọi là hoa khôi, hoa hậu của chợ ô tô đầu mối Hải Dương luôn. Tham khảo dùm em gia đình ơi. Đấy, cứ xem đi, không mất tiền, không bạc gì cả, mà để anh chị quý vị mình tiếp cận đến ô tô này. Những sản phẩm gọi là chất lượng nhất nhá. Cạnh chiếc Kia Rio 2015 vừa rồi, tiếp ra đây giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ phun kịch một đầu. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký làm bánh năm 2015. Đấy. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi bản đủ phun kịch. Là răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa ABS chống bó cứng ở hai bánh trước này, hỗ trợ phanh tăng chống ở hai bánh sau. Tay nắm cửa, viền chân kính và ốp gương thì được bọc lốp rồi này. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương. Tay nắm cửa thì được trang bị lốt mở một chạm thông minh. Đăng kiểm thì còn rất là dài luôn, đăng kiểm 1 năm nữa nhé. Tháng 6 năm 2023. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. 245 triệu đồng. Giá còn bớt này, còn thương lượng cho chị quý vị quan tâm ạ. Cứ tham khảo đi, cứ xem xét đi. Giá còn bớt. Bớt làm sao để gia đình của mình quan tâm đến xe ô tô là mua được xe tôi này. Đấy, tham khảo giúp em những mẫu xe nhỏ gọn đi gia đình ơi. Vâng, tiếp theo đây trước máy quay này, xin giới thiệu đến chị quý vị mình Hyundai Gust 2010. Động cơ 1.1 số sàn đẹp hàn nguyên trước nhá. Lước sơn màu vàng cát đây, rất là đẹp đây. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì bên em đã còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. 155 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ gia đình cùng quan tâm ạ. Cái chiếc Hyundai Gust 2010 vừa rồi. Tiếp đây nhà mình cùng tham khảo với em nhé. Một dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, số tự động này. Đấy. Anh đi cũng hợp mà chị đi cũng xinh này. Kia Morning 2010. Động cơ 1.0 số động, nước sơn màu đây là xanh cửu long đúng không? Nước sơn màu xanh cửu long này. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều auto nhá. Đăng kiểm còn 1 năm nữa này. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Em sẽ quay vào nội thất bên trong cho mình cùng tham khảo nhé. Đấy, nội thất ghế da hai tông màu đen và be đây. Đấy, hai tông màu em rất là thích luôn. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài màn hình theo xe này. Điều hòa auto rất vuốt luôn. Có sấy ghế này, có cả trang bị sấy ghế này. 235 triệu đồng. Đấy, 2010, đăng ký năm 2013. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Giá còn bớt, còn thương lượng là gia đình của mình ạ. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm dòng Kia Morning này, đấy, bên em có cả số sàn và số tự động này, đủ đời đủ giá này để cho mình cùng tham khảo nhé. Vâng, chào bác Lê Đức Thịnh này, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Đặng Lan, chào bác Hoàng Guitar, chào bác Vinh Chính này, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình trên ba miền tổ quốc. Thì đằng sau chiếc Kia Morning màu xanh cửu long vừa rồi, nhà mình tham khảo giùm em nhé. Tiếp tục này, một chiếc Kia Morning động cơ 1.0 số tự động, 205 triệu đồng thôi. Đấy, 205 triệu đồng. Đấy, nhà anh chị quý vị nào mà đang có thu nhập vừa này, đấy, vừa và khá này, tham khảo giùm em chiếc này đi. Đấy, thu nhập trung bình thôi đã có ô tô đi rồi này, 205 triệu đồng. Kia Morning 2010 1.0 số tự động. Đấy. Máy số keo chỉ này, sơn xi thì còn chất, còn đẹp, còn zin. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh. Xi nhan trên gương, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 205 triệu đồng, một chiếc số rộng đời 2010 này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài màn hình theo xe này. Điều hòa auto 2 chiều Z-Boost luôn nhá.
củ số xích rắc vô cùng là an toàn luôn. 205 triệu đồng cho đây mình cùng quan tâm nhé. Dòng Kia Morning này nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu là một này. Máy số điện đóm thì dễ bảo trì bảo dưỡng, phụ tùng thì luôn có sẵn này thay thế cho đây mình nhé. 205 triệu đồng ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, mạnh dạn để lại comment đi. Đấy, chia sẻ nhiều lên. Đấy, thả tim thả like nhiều lên. Giá còn bớt, còn thương lượng được gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Hoàng Xuyên này, chào bác Phan Thanh Hải này, chào bác Phèo Chí này, chào bác Phú Trần này, chào bác Cao Biển Ô Tô, chào đại gia đình mình ạ. Thành chiếc Kia Morning 2010 động cơ 1.0 rồi. Nhà mình tiếp tục tham khảo cùng em này, một dòng 7 chỗ đến từ nhà Chevrolet tầm trung đây. Chevrolet Vivante 2009 động cơ 2.0, số sàn tư nhân chính chủ đây. Xe này trang bị la răng đúc 4 bánh bản đồ thì có phanh đĩa ABS này. Đấy, xi nhan trên sườn xe. La răng đúc lốp láp đẹp, có trang bị cả vè che, có trang bị cả vè che mưa này. Cũng như giá để đồ trên cao. Cam kết anh chị quý vị nhà mình. Máy số keo chỉ này, sơn xi còn chất nhá. Đấy, bác chủ xe này chia sẻ vô cùng thật luôn. Bảo là anh cực kỳ thích này, đấy, cực kỳ là yêu quý cho ô tô đầu mối Hải Dương. Mới để lại một mẫu xe gia đình này cho bên em đấy. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. La răng đúc này, đấy. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình thì đủ rồi. Không mua mẫu nào thì mua mẫu nào đi. Thì ra mình cùng tham khảo cùng em nhé. Đấy, một chiếc xe vô cùng đẹp luôn. Chỉ có 190 triệu đồng thôi. Tham khảo cùng em đi gia đình mình ơi. Đằng sau chiếc Vivante 2009 rồi. Đấy, một chiếc xe màu đỏ đuôi này. Nhà mình nhìn cùng em qua đây. Nhìn cùng em qua đi, để lại bình luận với em này, xem đoán là mẫu xe gì nào. Đấy, có 95 triệu đồng thôi, nhà mình tin được không này. 95 triệu đồng thôi. Daewoo Lá Lốt 2006, động cơ 1.5 số sàn, 95 triệu đồng, sedan 2 đầu. Đấy, dòng xe tập lái cho đây mình cùng tham khảo nhé. Nếu bác nào mà vừa có bằng này, muốn bổ túc tay lái này, tham khảo giúp em mẫu Daewoo Lá Lốt này đi. 95 triệu đồng thôi, mà giá lại còn bớt này. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp đẹp, sơn xi chất. Vô lăng 2 chấu thì còn vô cùng đẹp luôn. Nhà mình nhìn không tin được luôn. Vô lăng rất đẹp luôn này. Đấy, nội thất ghế da còn đẹp căng đẹp nét này. 95 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho chị quý vị mình ạ. Cạnh chiếc Daewoo Lá Lốt 2006 rồi. Tham khảo dùm em một chiếc bán tải nhá. Đây, chiếc bán tải duy nhất này. Đấy, độc nhất tạm thời bên em còn có này. Chắc chắn là sẽ về nhiều mẫu bán tải hơn, nhưng tạm thời thì có mẫu này thôi. Tham khảo dùm em mẫu này đi. Quan sát lâu rồi em một chút ạ. Ford Ranger vua bán tải 2013, đăng ký và làm bánh năm 2014. Động cơ 2.2 đây. Hai cầu máy dầu nhập Thái nguyên chiếc. Bản đủ XLT nhá. Tham khảo rồi em ạ. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xi nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện này. Vô lăng 4 dấu tích hợp túi khí an toàn và những nút điều khiển trên vô lăng này. Tham khảo dưới em một vòng đi, đấy. Cứ nhìn cùng em đi, không mất tiền không bạc gì cả, cứ xem thoải mái đi. Bán tải màu trắng này mẹ mắng thì cũng mua nhá. Bản XLT này, hai cầu máy dầu này, siêu trường siêu trọng. Vô bán tải. Đấy, trang bị đằng sau này, khoang chở hàng thì cũng các có lắp đậy thể thao rồi. 410 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cũng như là còn hỗ trợ trả góp này. Đấy. Hỗ trợ trả góp gia đình nhà mình nhá. Xe cũ vẫn trả hỗ trợ trả góp như thường luôn. Bảo hành từ 6 đến 12 tháng này cũng như 3.000 km bảo hành như hãng gia đình mình cùng nhà mình luôn. Ford Ranger hai cầu máy dầu 2013. Đằng sau chiếc Ford Ranger, đấy, hai cầu máy dầu bán tải vào rồi. Nhà mình cùng tham khảo với em hai mẫu xe tiếp theo đây. Đấy, những bình luận nào, những comment, những thắc mắc gì về xe cũng như giá cả để lại dưới phần bình luận cho em đi. Đấy, sâu sắc hơn nữa nhắn tin trực tiếp qua fanpage này cũng như hai số Zalo này 0347 701 777 và 0343 540 99 này để được em tùng tư vấn miễn phí gia đình nhé. 140 triệu đồng là chiếc T 2007 đăng ký năm bánh năm 2009. Xe được trang bị la răng lốp 4 bánh rồi này. Lốp láp đẹp, sơn xi chất. 140 triệu đồng. Tham khảo xuống em đi gia đình ơi. Đấy. Bên em chuyên kinh doanh buôn bán những dòng xe quốc dân này.
vừa tầm tiền này cho những anh chị quý vị này, như nông dân này, hoặc là công chức hoặc là viên chức, nguồn thu nhập vừa phải thôi. Đã có xe di chuyển nhá, mình thu nhập tầm nào này, mình thì cứ mua xe tầm đấy đi để phục vụ cho mình trước đi. Đấy, có điều kiện có tiền tiếp tục để phát triển nhá, cuộc đời là thế nhá. Đây, tiếp theo đây, 186 triệu đồng, nhà mình tham khảo dùm em này. Vivante 208 2.0 số sàn, chất đến từng con ốc luôn. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn zin, 186 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị ạ. Đấy, màu đen châu Phi rất đẹp đây. Vâng, thì vừa rồi em đã cũng giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình 68 đầu xe hiện đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Anh chị quý vị nhà mình còn những quan tâm là thắc mắc nào này, để lại bình luận, để lại comment đi. Đấy, trước này thì bên em này, đấy, Hyundai Grand i 12/18 này, xe đẹp như mới luôn. Đấy, các bác hôm nay ra lấy này, về 36 Thanh Hóa đây, quê hương các anh hùng dân tộc đây, form mới nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Nước sơn màu vàng vàng cát này, nước sơn màu vàng cát rất chất luôn. Đấy, tí mấy bác nữa thì sẽ mang về Thanh Hóa này. Đấy, nhà mình cùng xem em nhá. Đấy, xe thì bán rồi, đấy, có tiếc thì cũng không mua lại được, nhưng cũng cứ xem cùng em đi. Đấy, vô lăng ba chấu này. Đấy, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này, đầu đài màn hình theo xe này. Con này có hơn 4, con này có 380 triệu đồng thôi. Đấy, 380 triệu đồng thôi, xe như mới luôn. 6.6 lít trên 100 km đường trường này. Đấy, trong đô thị ăn 7.8 lít, còn chạy ngoài đô thị này 5 lít 9 luôn. Đấy, tham khảo dùm em đi ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe luôn để phục vụ gia đình mình nhá. Đấy, Toyota Vios mới thì về rồi này. Anh chị quý vị nào quan tâm, để lại bình luận, để lại comment. 430 triệu đồng, xe như mới luôn, như từ hãng ra luôn này. Cam kết test hãng cho đời mình nhá, test hãng trên toàn quốc này, phát hiện được lỗi này, tặng ngay 5 triệu cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, rất đẹp luôn. Vâng, thì vừa rồi Thanh Tùng đã giới thiệu tất cả những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu Hải Dương rồi. Anh chị quý vị nào mình quan tâm, để lại bình luận cũng như comment nhá. Muốn có xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Cảm ơn gia đình nhà mình đã lắng nghe cũng như theo dõi buổi livestream của bên em suốt thời gian qua. Đấy, có nhu cầu cứ qua bên em đi. Đấy, hỗ trợ gia đình mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình. Đấy, chúc gia đình tí nữa sẽ có một buổi tối có một giấc ngủ ngon này để phục vụ những buổi lao động ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình ạ.